khi nói tới liệt nữ rồi thì trong niềm tin chúng ta sẽ hình dung được cái gì? Liệt nữ thân châu hay là liệt nữ thân kỳ dọc? Các bạn sẽ hình dung là nữ người của thân sơn này là thân dưới hay là kỳ dọc? Kỳ dọc. Như vậy thì nó sẽ có thể kèm theo liệt mặt cùng bên nha, liệt mặt cùng bên hoặc là liệt mặt qua đó bên tùy theo cái dùng dịch môi nhỏ nào chi phối. Và những cái triệu chứng nó tùy thuộc vào cái vị trí tổn thương bao trong như bỏ não hay là hồn đồi chuyển hoặc thêm cái nữa là hồn chuyển tổn do tổn thương hoặc là nhỏ não. Thì trên hình này chúng ta sẽ thấy là bộ não chúng ta sẽ chia ra những cái vùng, những cái tịch thu chẳng hạn như vùng vùng vận động ngôn ngữ, vùng vận động, vùng cảm giác, vùng viết, vùng hiểu cái một kiểu vùng hiểu cái viết và vùng thị giác cũng như là vùng tiếng nói, những cái vùng thính giác v.v. Ở mỗi vùng sẽ có những cái chức năng khác nhau và mình có tổn thương ở vùng nào do những cái vùng bỏ não đó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Chẳng hạn là nếu như mà nó nhồi máu hoặc xuất huyết hoặc nhỏ nào thiếu máu lôi dùng vận động thì sẽ có biểu hiện ở vùng vận động của mình là tay hoặc chân tùy theo cái vị trí của nó là tổn thương gì sẽ tổn thương ít. Và cái đường vận động từ não cho đến vùng các chi của mình nó sẽ có gồm có hai neuron chính. Neuron thứ nhất là nằm ở vỏ não. Nằm ở vỏ não và sợi trục này và những cái sợi trục của cái neuron này sẽ hình thành những cái đường đi, những cái đường đi từ vỏ não cho đến cái vùng chi phối. Người ta sẽ gọi là đường vỏ não, đường vận động chính. Vùng vỏ não của mình là hồi trước trung tâm. Đây hồi trước trung tâm, cái này là trung tâm, ở đây là cái vùng hồi trước trung tâm của mình ha. Thì nó sẽ có những cái tế bào vận động ở vùng này, vùng vận động nó gọi là vùng vận động số 1. Nó đi đến cái vùng mà coi như là cái eo hẹp nhất của vùng bao trong mình, nó sẽ đi xuống dưới, đi đảo xuống dưới và đến phần cầu não, đến phần cầu não, cuốn não và hành tủy. Thì nó sẽ bắt đầu kéo ở một phần ba của hành tủy dưới, một phần ba của hành tủy để bắt kéo sang đối bên. Người ta gọi đây gọi là bón thắt chéo, bắt chéo thắt, và cái món này được gọi là bón thắt chéo. Nghe cho mình lộn nha. Cái hiện tượng mà từ bên đây nó bắt chéo qua bên kia gọi là bắt chéo thắt, và cái bón này gọi là bón thắt chéo. Lộn nha. Chưa ý, mình cái này mình nắm để mình hiểu tại sao mà tổn thương não bên trái lại có biểu hiện là vận động bên phải. Nửa người bên phải ý nghĩa là cho nó được đi cái đường vận động này. Cái đường cái bắt chéo thắt này nè là nó chiếm 90% của bón thắt, và 10% còn lại sẽ đi thẳng xuống dưới. Ta kêu bằng bó thắt thẳng nha, sừng trước của thủy sống, rối rộng thủy sống tương ứng thì mình bắt ra các neuron vận động của trước thủy. Khung này thì nó hơi rối, các em thấy đi sau này mình kinh các em sẽ rõ hơn, còn cái này mình chỉ nắm sơ là có hai đường đi nha, còn là đường đi lại cùng vỏ não và đường đi thứ hai là ba neuron vận động của các cái sừng trước thủy. Và các neuron này sẽ cũng sẽ bắt chéo qua cái sừng ở bên của tủy sống để nằm vào những cái phản xạ, những cái hoạt động tương ứng. Quan trọng là bây giờ mình sẽ tập lâm sàng và mình sẽ hiểu hội chứng liệt mềm là cái gì và hội chứng liệt cứng là cái gì. Hội chứng liệt mềm thì thường thường nó là những cái tổn thương mới, nó biểu hiện ra bên ngoài hoặc những cái tổn thương mà đầu hồn của vùng quả não hay là vùng bao trong, và nó làm cho mình là liệt những người ở bên. Nếu như mà tổn thương ở vùng nhân dây bảy ở cầu não, nhân dây bảy ở cầu não thì nó sẽ gây là liệt mặt trung ương và liệt mặt chi nặng hơn bất chi. Cái phần này thì nó liên quan tới cái cấu trúc dễ bỏ và đi sâu về cái tổn thương tại não bộ, tại cầu não mà mình có không có học sâu về cái này. Cái đó thì chỉ nói các triệu chứng thường gặp thôi, mấy em thì vừa đủ thẳng mọi chứng liệt về nó có được những triệu chứng gì và trong liệt cứng nó có những cái gì là tốt rồi nha. Rồi khi khám cái hội chứng liệt mềm thì mình sẽ thấy về xích cơ nó mềm thì xích cơ nó sao, cái độ ba đẩy cơ nó sao liệt mềm, nó không có chứ sao yếu được nha. Cứng là cái tay mình cử động có được không? Không. Thì cái độ ba đẩy cái tay mình nó có tăng không? Không. Chỉ cái mềm cái động tác này gọi là mềm, cái độ căng thẳng nó mới tăng. Người ta liệt mềm thì cái cổ tay của người ta, cái cơ của người ta nó có săn chắc hay nó mềm, và khi mình cử động tay như thế này hoặc là mình nắm tay được nha,
nhân để mình cắt tay thì nó sẽ là để cái bệnh nhân nát. Còn nếu mà nó bị cứng thì cái tay nó cứ tiếp cái đòn gì nó sao đó. À, rồi cái cơ răng là rất là mềm, cái tay nó rất là mềm, tạo nhau với nhau giảm đau khi mình xoay cái bó cơ, cái cơ nó rất là nhỏ. Và khi mình thắt cái sạc 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 lên cơ cơ thì cái sạc sạc lên cơ bắt hoặc là giảm hai giảm thì còn rất là mạnh. Bình thường là đang lên đây khi đó thì còn có cái còn là 1-5 hoặc là 2-5 thôi. Mất luôn phải xài cho bộ da đều. Tiếp là mấy em không được khám, được học cái phần khám để điều trị cái thần kinh. Khám thì có thể xài cho thằng em. Rồi cái phần khám này tôi làm bằng chân các ứng dụng hay còn gọi là kéo hoa bên kia. Nếu mà các ứng dụng là có tổ thương tại có thằng chứng tỏ là có tổ thương tại thần kinh trung ương. Nhưng mà những giờ đầu mà bắt đầu phải xác định không biết thì sao, thường là giai đoạn sau nha. Còn việc cứ thường người thì ngược lại những triệu chứng kèm theo của một chứng liệt mềm của người độ ve vẩy nó sẽ giảm, độ chắc cơ nó sẽ tăng và độ chỗ vẩy cơ nó sẽ giảm hay tăng. Giỏi cơ, giỏi, giỏi cơ, giảm. Nó tính chọn sau lòng thì nó chịu được nó giải ra được nha. Và các phản xạ điện cơ bên họ chiến liệt mềm thì giảm thì bên đây ngược lại nó sẽ làm tăng. Phản xạ tăng thì phản xạ nào cũng có trong những giai đoạn đầu. Và những cái triệu chứng của liệt cứng của người này thường bên giai đoạn đầu, giai đoạn đầu không gặp mà chỉ gặp giai đoạn sau thôi, giai đoạn sau của tổn thương hoặc là giai đoạn muộn. Chứng bệnh này là được cái hội chứng liệt cứng dữ dội. Nhớ nha, hội chứng liệt mềm và liệt cứng. Và có một triệu chứng thứ là mình tự cảm động khi mình kêu người ta làm cái động tác tay bên lạnh thì tự cảm tay bên nam bên đỏ nó cũng thực hiện những động tác thô sơ vô nghĩa. Chẳng hạn như mục tiêu của mình chưa phải lên, phải cả người ta bên lạnh, nhưng mà tay bên trái nó cũng sẽ những cái thứ sẽ nâng lên, nhưng mà thật sự mình không phải kêu mình tự cảm động. Như vậy khi mà mình gặp một triệu chứng mà nó rõ thì mình dễ chẩn đoán, còn nếu như mà mình gặp một trường hợp khó nó yếu liệt tính đáng quá rồi làm sao mình sẽ đoán thì có những cái biểu hiện hoặc là những cái dấu chứng để mình tìm ra nha. Qua cái cách làm gì thắm tới thắm lui, thắm thần kinh và phải thắm nhiều lần. Cụ thể biết là gì, mình cho người ta làm cái ba đây thì chờ ba cái giữ trong vòng 30 giây hoặc 1 phút hai cái tay người ta. Nếu như mà hai bên nào có yếu liệt thì yếu quá thì ta bên này cái hoa sáng để từ từ sẽ không cần bên lọc của mình tí xíu, nó không rớt xuống liền đâu mà nó chỉ nào có từ từ thôi. Ngay cả cái cũng vậy, 30 giây dưới cũng giống như vậy luôn. Cái mặt thì lúc đó mình phải khảo sát được tình trạng liệt mặt, những cái nếp nhăn, trừ mũi, miệng, má hoặc là cái miệng hơi, cái nét miệng hơi xẻ xuống hoặc là cái nhăn trán mình kêu bệnh nhân bước lên nhà không bước lên mặt mà chỉ bước mắt thôi nha. Ví dụ bệnh nhân đang ngồi bên mình kêu bệnh nhân nhìn thẳng cái gương mặt lúc cái từ sau đó nhấn bước lên thì mình sẽ thấy cái cơ trán nó sẽ bị một bên sẽ mất hết nhăn là bên họ bị liệt nha. Còn bệnh nhân không có ngồi được cho bệnh nhân nằm luôn, kêu bệnh nhân nằm tại nhà xong nước trên cạnh thì mình cũng quan sát được. Người ta gọi cái cánh tay mà trong ba lê á, người ta thường còn gọi là cánh tay trôi nha. Cánh tay trôi khi làm việc khác ba lê nó không có rớt xuống như là nó sẽ lên từ từ xuống. Nghe có gặp trường hợp bệnh nhân yếu mà đi mà được không? Yếu nửa người đi mà được không? Bàn chân kia còn bàn chân bạc sỏ. Vì bước chân rồi các bạn chân kia cứ quơ gần để bước mà chân kia cứ quơ để mình gặp đọc sẽ thấy được, mình sẽ nhớ được triệu chứng của tai biến. Và những cái triệu chứng sau tai biến là triệu chứng của liệt cứng mềm. Rồi mình có thể mình khám thêm cái làm gì dấu phản xạ lên cơ, mình để mình khám thêm cái phản xạ lên cơ cho có giảm hay là không. Nếu mà người ta có thể chứng cáo thì triệu chứng mình khám được đó là triệu chứng thực thể, không phải là những triệu chứng chủ quan của bệnh nhân mà là quan khi mình khám nha. Parkinson, Huffman, Parkinson, không rồi có bạn nào về tập đoàn các
làm được chưa, nó làm sao ba đi đi, nó làm tử không, biết cách làm không? Bữa nay là ba biết nha, cho về nhà làm mà ba cũng học rồi, nó không biết làm được cách thì nữa là tiêu ạ. Mẹ từ đâu? Từ góc chân ra đâu? Nhà qua. Thử đi, ví dụ cái đây là con cái của mình đi, đặt chân xuống cái đi, đặt có hai ca cái hay có ca có muốn chia cái, quẹt ra. Thiếu nhiều tin. Bữa nay đứng bằng tay không ạ? Đứng bằng tay là cái móc kia là sao? Nè, ngón ngón chân cái phải giữ và ngón ngón còn lại phải cầm xuống. Nó sẽ giữ ra động tác như thế này. Nha. Và phân biệt trong trường hợp là yếu những người cư trú hoặc là tay hoặc là chân hoặc là một bên hoặc là phần của mặt thì mình phải loại trừ có những trường hợp của thần kinh ngoại biên, và mình cũng sẽ tiến hành là gì, khai thác bệnh sử, khai thác bệnh sử và mình khám để mình loại trừ đây có phải là những người cư trú hay không, hay là bắt đầu của trường hợp thì ngoại biên cũng là thần kinh ngoại biên. Và là những người thoáng qua này thì chỉ có vài phút, một hai phút thôi. Mình phân biệt cho trường hợp gì thì có xa động kinh và trường hợp kinh có thoáng có não gây biến dị của người. Như vậy thì trước một bệnh nhân mình muốn biết bệnh nhân đó có biến dị hay không, có phản xạ như thế nào thì tất nhiên mình phải khai thác bệnh nhân triệu chứng nó xảy ra như thế nào, mới hay là cũ, để mình muốn bệnh nhân phải làm trường hợp này cấp tính hay là mãn tính. Và sau cái cấp này mãn tính đó mình sẽ tiến hành một khám lâm sàng những triệu chứng này là mới hay là cũ để mình đưa nó vào liệt cứng hay liệt mềm. Liệt cứng thì nó sẽ có những triệu chứng gì và liệt mềm nó sẽ có những triệu chứng gì. Liệt cứng thường thường là giai đoạn nặng hoặc là muộn, còn liệt mềm bao giờ cũng là trường hợp sớm. Nhớ đang chốt lại đây là nhớ nửa phần, nửa người thiếu nửa người và thiếu nửa bên nửa thân kèm theo gì tổn thương ở vùng mặt. Nha, là bệnh viện có việc mạng. Rồi như vậy thì còn bệnh nhân không mê để làm sao khác? Bệnh nhân đâu có làm theo tự động của mình được. Bệnh nhân nào nhắm mắt rồi làm sao khác bây giờ? Làm sao để biết được bệnh nhân trong giai đoạn đó bệnh nhân có liệu không hoa chiếm của người hay không? Chẳng hạn như xuất huyết não hoặc bệnh tim là mình biết xuất huyết não đó. Nhưng mà người ta không mê rồi mà mình biết là bây giờ tay bên nào liền, tay bên trên bên nào liền. Hoặc là bệnh nhân đang không mê do một bệnh chuyển hóa khác mà xuất hiện kèm theo cái triệu chứng của các biến chứng thông cảm tiến triển của người thì mình cũng phải có khám khám hay và có giải cách khám riêng. Chẳng hạn như gì mình liệt bàn chân, bàn chân nếu mà liệt thì nó sẽ không có biến dạng. Khi mình nằm mà thường bàn chân mình sẽ liệt, còn khi mình liệt thì liệt rồi thì bàn chân nó không đi nha. Phân biệt với cái gì, phân biệt với tổn thương gãy xương nha, bàn chân đổ ngoài nó gãy xương nó khác nha, là người ta tổn thương biết đau. Đi sao còn cái này bệnh nhân không mê, cái này mình phải khám phải loại trừ. Và cái gì còn cái sao cái phần phòng không mê, anh để ra phòng không sao làm cái phần thường thường chỉ có một bên là phòng bệnh gì. Còn các cái nhãn cầu, các nhãn cầu ở đây là mình làm cái bản sao mắt không mê. Không nên biết qua không? Cái khi mình làm phải phải thực hiện trên trên người bệnh và phải biết cái mình làm. Do mình sẽ khám mình chỉ cần nhân và cầu mình sẽ bắt cầu nha. Nha. Và sau đó mình mang cái nhãn cầu xem cái nhãn sau khi mà mình lưu lại thì cái nhãn cầu của mình nó sẽ lưu lại chúng ta lại nó lên 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 xuống dưới có bên ngang hoặc là một bên dọc nha. Cái này là mình sẽ tạo cái nhãn sau khi mình đã làm được một cách này, khi có còn nếu như mà tổn thương chẳng hạn như mà tổn thương của cái gì cái não, cái não sâu thì là cái khám được một tháng trước về. Còn một tháng nữa để làm mình để khám cái phần liệt nặng là có cái liệt nặng hay không, là mình sẽ dùng biện pháp phải gì, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào cái bàn nha, ha, dùng ngón tay trỏ mình ấn mạnh vào. Nếu như mà mình lạnh là cái nhăn mặt lại, còn bên liệt sao nhăn được, đâu có đau đâu mình nghe, nghe mất cái phản xạ thì cái dây thần kinh chỗ đó chỉ có cái cơ rồi. Và khám cơ lực,
kinh. Và bữa đầu tiên có tiên nói với các em là khi mà mắt thần kinh thì trong đó nó có những cái dụng cụ là mà sẽ kích thích cao độ tâm hoặc là chi tiêu hoặc là cầu cái quý mà không có đâu nghe được cái đấy diễn ra mà mình nhẹ mọi quả cũng không ra nha. Thì lúc đó mình chăm vào cái vùng hai bên đối xứng với nhau, cái phản ứng bên nào có cái phản ứng của cơ thì mình bắt. Nếu như mà hai bên một bên nhẹ phản ứng tay cũng vậy, mặt chân cũng vậy, hợp với nhau thì mình sẽ kẹt mình sẽ cắn hai bên, cắn thần kinh là cắn hai bên, không có một bên hai bên rồi. Cắn hai bên để mình so sánh cái sức cơ là như thế nào. Cắn một bên thì làm sao mà biết bên kia nó nặng hơn bên này, nó nặng hơn bên này. Ha, bao giờ cũng vậy, cắn thần kinh là phải so sánh hai bên. Ngay cả bên má của em cũng vậy, má bên đây thì phải cắn bên kia, cắn cả, cắn cả bên nam thì vậy. Nha, giác mạc, cắn xạ, trán là cũng phải cắn hai bên trán luôn chứ không phải là chỉ cắn cái gì của trán không. Hai bên trán này có phản ứng như thế nào, dây năm bên trái và dây năm bên phải, nó có hai bên phải và bên trái hết. Rồi về còn vị trí tổn thương nằm ở đâu thì sẽ có biểu hiện ra bên ngoài đó. Theo cái dùng phân bố của cơ thể ở trên vùng bộ não thì nếu như mà tổn thương bộ não ở khu vực nào thì nó sẽ bị hiện ra bên ngoài. Và biểu hiện ở đây là sẽ không có đồng bộ, hàng thì cũng được không đồng đều. Và thường thường mình sẽ có gì? Theo cái dùng phân bố của cảm giác thân thể, liệt ở vùng quả não, liệt cho vùng tổn thương quả não đi ra là sẽ liệt mặt trung ương, liệt mặt trung ương cùng với cái liệt và cái liệt ở đây là không đồng đều và bệnh nhân sẽ có bắn mắt đồng danh. Nhắc là từ bắn mắt đồng danh thì sẽ bắn mắt như thế nào, bệnh nhân sẽ nhìn sao, cái này không có cuộc đang không rồi. Sao? Em đang tính áo không có áo dài vàng, cắn thành đầm đen. Chết rồi, mất luôn rồi, không có gì hết. Cái này là cắn thị thì được, còn cái này là bán thanh đầm danh. Bán thanh đầm danh là khi cho bệnh nhân nhìn thẳng như thế này thì mất hoàn toàn thị trường một bên và chỉ tính một bên thị trường thôi chứ đâu chạy động cái gì đâu. Nghe không nhớ được chân. Rồi sẽ đó là không đủ để mà có tổn thương nó cầu như thế. Nha bên trái thường thường là bị tổn thương, chẳng hạn như bên đây, nha bán cầu để bên này, nó sẽ liệt giữa bên đây, yếu liệt bên đây và ở trong cái vùng bán cầu, ở vùng bán cầu của thì vì này ta kêu bằng chán, nha thì chán nó sẽ có cái vùng tổn thương của mình, ngoài cái vùng liệt bán cầu, cái vùng bán cầu bên này nó sẽ liệt liệt xong, nó sẽ có tổn thương của vùng tổn thương, nha. Theo cái vùng phân bố cảm giác thân thể thì tay và chân nó sẽ nằm nhất ở đường này nha, cái nửa người của mình nó sẽ nằm nhất theo cái dùng một cái tên mà mình nhìn nha, nó sẽ nằm nhất theo dõi não này, cái chân này nó sẽ lọt vào cái đường này. Tổn thương bao trong thì ở đây nó cái bao trong là cái gì đều và không có rối loạn gì luôn được, cái nghe không có rối loạn gì cảm giác. Và nó giống cái tổn thương vỏ não là gì, không bán mặt đồng danh. À, chỉ có hai cái tổn thương vỏ não và tổn thương bao trong thì sẽ có một cái một điểm giống nhau và ba điểm khác nhau. Thứ nhất là vỏ não thì không đồng đều, bao trong thì đồng đều, vỏ não mất ngôn ngữ, rối loạn ngôn ngữ, bao trong thì không rối loạn ngôn ngữ, vỏ não có rối loạn cảm giác, bao trong không rối loạn cảm giác. Dễ nhớ không? Chỉ nhớ bố quý là một con ba. Cảm ơn, không có lọt nha, không có nhầm. Và nếu có tổn thương, có bỏ ngay, có bỏ hành, cái này là ở tổn thương ở hành của chị, thì người ta sẽ có hậu chứng giả hành. Cái này bệnh nhân là rõ rõ cảm xúc, cứ cười cười, khóc khóc. Bởi vậy thì sao, những trường hợp ta biến thành khó khăn. Có những ông già bà cụ, khi mà ai biến rồi, ta nói, cái ngồi ta khóc, ta không có thể sớt được, mà cái chuyện nó không có đâu, có chân, không có gì để đáng rồi đó. Mà nói nghe ba con cái là sẽ khóc. Khóc mấy mắm, khóc miệng thì sẽ có một con do liệt thần kinh số 7. Và khi ta cưỡng ra ta cũng không được, ta không kiềm chế được cái cảm xúc của mình, ta kiềm mọi chiếc giả hành. Và tổn thương đồi thị, ở đây tổn thương đồi thị sẽ có yếu liệt của người nhưng mà sẽ rất là tỉnh táo.
triệu chứng mà rõ rõ lại cảm thấy nó đang tăng cảm đau. Và khi tăng cảm đau là khi mình kích thích nhẹ người ta, mình bấm nhẹ người ta, người ta sẽ cảm thấy đau rồi, rất là dữ dội. Hoặc là cảm thấy nóng lên trong một nửa cơ thể. Tổn thương ở thân não thì có những cái hội chứng, chẳng hạn như là hội chứng Weber, hội chứng Benedict. Cái này để đi qua được rồi nha, không cần phải học thuộc cái này, không cần học, chỉ cần đi qua thôi. Hội chứng Meyer-Landrieu và tổn thương ở thành tủy thì có hội chứng chút xâm. Để đi sâu vào cái chuyên khoa của nhỏ thần kinh thì nên sẽ học được cái triệu chứng này rõ hơn. Cái triệu chứng này khi mà các bạn các anh chị mà học chuyên khoa mổ có người ta còn lộ không nào cũng còn và đi sơ qua, do đó bác sĩ không có đặt nặng vấn đề mà đặt được cái triệu chứng này. Quan trọng là giữ những cái gì đã giải ở tiền giảng, những cái mà cần phải nằm ở đây có một cái dùng nữa là cái học tiểu cổ nha. Cái này là phải nhớ, tổn thương tiểu cổ thì sẽ có học chứng là Brausiga và tổn thương nửa thành tủy. Ở trong đây thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là đột quỵ nửa người, tại vì cái vùng đó đang còn gặp số 2 nó dễ nằm ở tủy, nằm ở vùng cột sống chỉ sống. Khi mà tổn thương nửa thành tủy thì sẽ cũng có triệu chứng là gì, liệt tới bên tùy theo cái vị trí nó nằm ở trước vùng trước cái triệu sống hay là sừng sừng sau cái triệu sống, và nó sẽ mất cảm giác đau, mất cảm giác đau và cảm giác người nặng hay người còn gọi là cảm giác nông. Nhớ là khi có tổn thương điện thoại thì sẽ thường là họ chính là Brausiga nè. Thì có thể là không được bài nữa họ chính gì trong tổn thương điện thoại, thường gặp họ chính gì trong tổn thương điện thoại có thể nha. Biết cái hội chứng này thì rồi biết tên hội chứng là hội chứng rồi. Hội chứng Brausiga này thì người ta sẽ gọi là hội chứng cắt ngang tủy. Đây tổn thương của mình nó sẽ nằm xuống và cái tổn thương được tủy đó thôi. Nào tổn thương của cái tủy này thì tủy bên kia nó mất đi luôn về cảm giác đau, cảm giác nhiều nha. Vậy thì qua bài này mình phải chẩn đoán phân biệt cái gì bệnh gì. Thứ nhất là về phân ly, rối loạn phân ly. Cái rối loạn phân ly này người ta thường nhắc tới là cái hội chứng history. Rối loạn phân ly của bạn gãy là giống như bệnh da đỏ à, bệnh nhân chủ quan, bệnh nhân không thực hiện động tác. Cái này bác tiên cũng đã có rồi ngay buổi đầu tiên một số triệu chứng học nha. Bệnh nhân không chịu động tay chân giống như là yếu nửa người, nhưng mà do cái này là do chủ quan à. Thì mình thường thường gặp là những người mà có cái tâm lý yếu, không phải người trẻ nha, người lớn tuổi vẫn có, 40 mấy tuổi vẫn gặp, thường là gặp ở những gì môi trường là gì cưng chiều hay nhõng nhẽo à. Khi mà muốn gì đó thường là coi như là lầm lẫn, nhưng mà cái đó là bệnh nha. Nói là nói vậy nhưng mà đó là mình cũng một dạng bệnh, mình phải cho thuốc. Thuốc là một phần, thứ hai là phải giáo dục về tâm lý để cho người ta phải kiềm chế lại tự bản thân, người ta sẽ kiềm chế lại. Và khi mà có các hội chứng phân ly này thì khi bệnh nhân đến với mình, người ta không được liệt là liệt và không được kiểm tra da chân thì mình cho là liệt, thì lúc đó mình phải khám đi khám lại nhiều lần. Nghe khám đi khám lại nhiều lần để mình coi cái này là có lần có giống lần trước hay không. Lần trước bệnh nhân mua quen được cái lần ngón chân, cái lần sau cái bệnh nhân không cử động, cái lần sau nữa bệnh nhân ít nhất được căng ngón chân được chút, chứng tỏ là do cái chủ quan của bệnh nhân chứ không phải là khách quan gì cả. Hoặc là mình hướng dẫn cho bệnh nhân quan sát một cái gì đó nghe, mình làm mặt tập trung của bệnh nhân vô bệnh nhân khác thì mình sẽ tìm ra cái lý do là bệnh nhân có ý thức hay không, hay là ý thức ảo thức tâm lý. Đối với bệnh hội chứng ngoại tháp, đây là một cái bộ tổn thương ở đại tháp. Ngoài cái đại tháp của mình đó là cái vùng nền đó, tại vì một số đó rồi thì ở đây người ta thường gọi đó là cái hội chứng tại sinh, bệnh tại sinh hoặc là một số đó ở ngoại tháp.
mặt kinh xanh khác, hội chứng mặt kinh xanh khác, rối loạn về động mạch khác. Mặc dù nó là có tổn thương của cái vùng mặt hờ nhưng mà nó chia thành những cái tên bệnh khác nhau. Và thường một cái điển hình của cái yếu liệt mà do cái tổn thương mạch máu là thường nó là cái dạng cứng, mắt băng, xương lực cơ. Khi mình phát cho bệnh nhân, mình cho bệnh nhân cử động cái tay thì cái dấu vết xe đang đưa ở đây mình sẽ phát hiện là khi mình cho bệnh nhân kéo tay bệnh nhân ra như thế này thì tay bệnh nhân sẽ không có trơn như mình kéo mà rất là cứng, thậm chí khi mình thắt như vậy người ta gọi là dấu vết xe đang đưa. Nó kèm theo triệu chứng liệt nửa người, yếu nửa người thì lúc đó mình nghĩ đến cái tổn thương khác nhiều hơn là tổn thương của những bệnh lý về mặt rồi cái phần tiếp theo mình cần phân biệt ở đây là cái hội chứng hoặc là cái triệu chứng liệt yếu nửa người do cái điểm đó sao cái tên động kinh thì cái này mình cảm thấy dễ để mà mình loại trừ rồi dựa vào gì. Nếu mà liệt do động kinh thì mình trước tiên mình khai thác cái gì? Bệnh sử. Rồi gì nữa? Có gặp đi gặp lại nhiều lần giống vậy không? Động kinh thì phải khai thác lại nhiều lần. Và bệnh nhân có biết không? Khi xảy ra cơn như vậy thì bệnh nhân biết không? Thường trong các hội chứng về những người do bệnh tai biến mạch máu não thì bệnh nhân không có chủ động, không biết được thời gian nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà trong cái động kinh bệnh nhân sẽ tiên lượng được là mình sẽ có chuyện biến đó. Bệnh nhân đang đứng chơi hoặc là bệnh nhân đang làm gì đó bắt đầu bệnh nhân sẽ chán ha, bệnh nhân cảm giác mất tập trung hoặc bệnh nhân có cảm giác như tụi đau trước mặt hay là con đôi chân bắt đầu tê hay là đau đầu đau đáy gì đó và sau đó cái bệnh nhân sẽ lên cơn co giật và sau đó bệnh nhân sẽ bị lúc đó mình khai thác chính trên bệnh nhân để mình biết cái này là do động kinh hay là do cái động kinh nha. Được không, khai thác được không? Được. Và nguyên nhân của từng bệnh thì mình cũng phải dựa vào bệnh sử và khám lâm sàng. Đặc biệt là ở đây mình sẽ kết hợp cái gì nữa? Cái mình có sẵn cận lâm sàng. Bí quá hết, không còn cái gì nữa thì mình giờ dựa vào cận lâm sàng để phối hợp. Nếu mình liền nửa người xuất hiện đột ngột là do gì? Chấn thương sọ não. Nên bệnh nhân té. Té mà đều mà có chấn thương sọ não. Chằn não, xuất huyết não, ở vùng não nào thì người ta bị ra bên ngoài cái vùng đó. Trường hợp thứ hai là gì? Tai biến mạch máu não. Và thứ ba là viêm mắc những cái động mạch ở trong não. Và trường hợp thứ tư là con mắc động mạch não sau trường hợp xuất huyết khoan tuyến nhỏ. Sau cái xuất huyết thì nó sẽ có giai đoạn là hoặc là sẽ co mạch não lại để giảm thiểu xuất huyết. Nhưng mà chính vì co mạch não sẽ làm cho cái vùng não phía sau cái trục co mạch đó nó không còn đủ máu nuôi thì nó sẽ ra xảy ra là biến mất cái máu nuôi thì sẽ giống như một trường hợp đã bị nhồi não biến máu nuôi là cái việc đánh vùng sau không còn máu nuôi nó sẽ gây ra cái biến còn cái viêm nội tâm mạch thì cũng nghe cái đầu á nghe nó không có dính dáng gì tới cái vùng não để mà gây liệt nó nhưng mà chính vì viêm nội tâm mạch thì cũng này nó sẽ nha, nó sẽ ảnh hưởng cho cái vùng não luôn. Còn liệt nửa người từ từ thường mình gặp giống gì? Khó giống chỗ và viêm não nó cắt khó giống chỗ đây mình gặp giống gì? Phù, khối u nó mới lớn lên từ từ nó mới chèn như cái não lúc đầu nó nhỏ xíu vậy thôi sao nó chèn được viêm não nào được? Một vòng tròn lớn lên từ từ nó mới chè ép vô từng phần của não, chè ép vô vùng nào thì nó sẽ có biểu hiện trên đó. Có người tại sao mà u não người ta cứ đau đầu? Có người u não tại sao người ta lại động kinh? Có người u não tại sao người ta mỏi mắt? Có người u não tại sao người ta yếu nửa người là do từng vị trí mà nó nằm ở đâu để nó có những cái biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mà thường gặp nhất u não vậy chúng ta phải đau đầu và giảm gì được ha, thường gặp nhất. Một số các thể đặc biệt chẳng hạn như là u não ác tính tắc động mạch cảnh phía trong, tắc động mạch cảnh trong này nó gây đến rồi máu nuôi dùng sao thiếu máu nuôi để dùng nó sao động mạch cảnh trong và động mạch không nở nên nó gây những trường hợp mà tắc dùng sao dùng thiếu máu nuôi dùng sao chúng ta đừng lấy cái này được không? Đi có thể xin chuyển lại cho nha.
tháng 2 cô không kịp làm, không kịp để cho mấy em. Đó là gì? Đó là gì? Rồi thì nhớ lại để hiểu rồi các bạn nha, các bạn hãy nhớ nha, để hiểu rồi hãy giả định hiểu rồi sao, để hiểu rồi là để hiểu rồi đó. Cho bây giờ để hiểu rồi có thể kèm cái gì điều mà ha, để hiểu rồi có thể kèm theo điều mà và không có những cái gì thành tinh chi phối. Để hiểu rồi thì có mấy dạng, để tính và để về thì tính thì sao chưa được rồi ta. Rồi sao nữa? Cái bộ cái bị trang bài luôn, bị trang cái bài cái gì luôn nặng sao cái bộ. Rồi sao nữa? Rồi có những triệu chứng gì kèm theo? Tăng chưa được cơ, tăng chưa được cơ, rồi cảm giác sao? Cái gì nữa? Rồi, rồi còn ngược lại sẽ là cái điều này, điều này từ từ đó là nhanh và đồng bộ mới. Không ai đó mới vô ca những mặt báo cáo liền cũng được cái điều cứng trên đó. Điều này thôi. Nó liền cứng nó chuyển qua cái đoạn liền cứng thì người ta sẽ gọi đó là di chứng của cái mặt báo cáo. Và phải nhớ phải hiểu được cái đường đi của nó ha. Ở vùng não của mình nó sẽ có những cái vùng kia khối, cùng kia phối, cùng hoạt động, cùng cảm giác, cùng thị giác, cùng ngôn ngữ, tùy theo tổn thương ở chỗ não của não và sẽ có biểu hiện ra bên ngoài. Và thông qua hai cái đường hoạt động thứ nhất là nằm một neuron nằm ở bên não, neuron thứ hai là nằm ở từ trước chỉ sau. Nó từ bộ não mà xuống tới thị tâm thì sẽ đi qua cái đường gì, đường hóa, qua cái hệ hóa. Hệ tháp của mình thì bắt chéo ở bao năm đi xuống hạt tử 1/3 hạt tử dưới thì nó sẽ chia ra bó tháp mạnh và bó tháp chéo. 90% là bó tháp chéo, 10% là bó tháp mạnh và sẽ chi phối những cái vùng đó rồi. Nha, 10% là đi thẳng. Nhớ sơ sơ vậy được rồi. Hiểu cái cơ chế tại sao mà yếu những người đó rồi.